Chào tất cả các anh em, các anh em trên mọi miền tổ quốc nhá. Lời đầu tiên cho em xin gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả mọi người. Thắc bó đâu, bó đâu. Cho ông xin ở đây tí nó quay máy cho anh. À, chúc cho tất cả mọi người luôn luôn mạnh khỏe, công việc của anh em lúc nào cũng thuận lợi, phát tài và may mắn nhá anh em nhá. À, hiện tại em đang ở cơ sở hai của em. Thực sự là trong những ngày gần đây ấy, công công việc rất là bận rộn anh em ạ à, vì khách hàng ở khắp các tỉnh trong cả nước anh em đặt hàng ủng hộ rất là nhiều cả mua buôn cả mua lẻ nhá thực sự là rất là cảm ơn tất cả mọi người vì đã luôn luôn tin tưởng ủng hộ cơ sở của em không biết nói gì hơn ngoài hai từ cảm ơn cả và mong sao có thể mang lại được nhiều sản phẩm tốt hơn nữa giá cả hợp lý hơn nữa để đến phục vụ phục vụ có thể mang đến tận tay phục vụ cho tất cả các quý khách hàng anh em đã đặt chọn niềm tin vào cơ sở động cơ ô tô, tô hưng thịnh nhá thì hôm nay đây, em lại có đơn hàng hai con máy Kommin 114, con máy điện, máy điện cho anh Sơn ở Tam Trinh Hà Nội. Anh ấy là thợ chuyên làm máy động cơ máy máy cơ giới, máy múc, máy đào ấy. Thì anh ấy thường thường là cứ thỉnh thoảng anh ấy lên cửa hàng em để mua máy, mua các loại dòng máy Comin này anh em ạ. Comin để chế các loại dòng máy mà chế được sang máy cơ giới ấy, chế được sang máy cơ giới ấy thì anh ấy là anh ấy thường thường mua cứ có máy đẹp là anh ấy mua thôi. Thì hôm nay anh ấy lên mua hai con máy Comin 114 máy Mỹ này về để để chế cháo sang máy cơ giới anh em ạ. Thì máy này là con Comin này là máy bốn xúc áp, máy này là nó chế được sang con máy nó chế được sang con máy xúc Komatsu 300 nhá anh em nhá, Komatsu 300. Thì đây là hại hai con máy mà anh Sơn anh ấy đã chọn và sau khi thỏa thuận, thực ra là máy thì anh ấy đã quay quay máy ok hết rồi. Mình cái máy này là em bán máy không lỗ. Thì quay máy ok hết rồi, anh ấy mua hai con này để về để lắp sang con uh, chế cháo để lắp vào con máy Komatsu 300 nhá. Thì máy này đã ok hết rồi và em đã cho thợ theo thỏa thuận mua bán này em đã tháo lại bơm hơi này. Tháo lại bánh trớn này, tháo lại củ phát này đấy, tháo lại mới có hai con máy đều như vậy hết. Thì hai con máy này là hai con máy đều còn nguyên bản hết nhá anh em nhá. Thì con máy số 1 này là, thì theo đường nguyên tắc thì em sẽ giới thiệu qua vòng tua. Con máy số 1. Con này là vòng tua của nó là 2000 uh, 2002. Vòng tua 221 kW Vòng tua 2001 này Lòng của nó là một tốc 14 Nó như kiểu là 375 ấy Con này là, là mã lực của nó là 375 BS thì phải anh em ạ 375 Và vòng tua là Vòng tua 2, 2001 Lòng của tốc 14, cô Minh 14 Máy này thì nó nó là máy mỹ xịn nhá anh em ạ Máy nó là máy mỹ xịn USA này USA, USA tất cả bảo hành máy mỹ xịn nhá Vì chỉ có máy mỹ thôi thì anh ấy, anh ấy mới mua về để lắp trên con máy cơ giới đọc anh em ạ máy mỹ đây Máy Mỹ thì cái da, khi mà lắp đổi một số bộ phận sang để lắp trên con máy Komatsu 3 300 ấy thì con máy này nó lên thành giá trị nó rất là cao và máy này máy làm phải đẹp này, con máy này nó rất là đẹp rất là mới này. Tất cả nguyên zin hết nhá, chưa có một con nó con ốc là động chạm luôn này, anh em xem này. Tất cả do này tắc te này, máy nó gần như máy mới mà. Máy Mỹ hết USA, bơm con heo USA hết này anh em ơi. Đây, lắp quỳ lát này. Máy nó gần như máy mới luôn nhá. Máy nó gần như máy mới này, anh em xem này. Gần như máy mới. Turbo nguyên zin hết. Turbo nguyên zin hết nha anh em nha Turbo nguyên zin hết Turbo nguyên zin hết này Turbo nguyên zin hết nha Đây tất cả cũng nguyên zin này Chưa có một con ốc nào động chạm Chưa có một ốc, ốc nào chóc sơn nha Đây nguyên bản hết này Nguyên uh, nguyên zin hết Nguyên zin hết Anh em xem này Hai bên rẻ lốc mới tinh luôn nha Đây đè của đè cũng mới tất cả máy này và còn nguyên bản hết về máy này nó còn cái con máy này mà đổi cái bộ phận vào để lắp được vào con máy Komatsu 300 thì lên nó lên lên giá thành rất là cao vì thế mà máy nó phải là máy mỹ xịn và đẹp đấy hình thức con con số 1 đã xong hết ok hết rồi nha đây chưa có một con đó là chóc sơn máy mỹ xịn luôn con số 1 đã xong và bây giờ em sẽ sang review con máy số 2 này đây con máy số 2 cũng vậy nguyên zin hết đây nguyên zin hết nha anh em anh em nhá nguyên zin chưa có một con đó là động chạm Chắc chóc sơn này cái, cái gang xả nó vẫn còn xanh lét mới tinh này đây hai bên giờ lốc mới tinh luôn nha anh em nha rồi giòn đấy tè nguyên zin hết này máy Mỹ xịn nha anh em nha con này là em bán rất là chạy vì nó lắp vừa vào con máy về chế cháo lắp sang được con máy Komatsu 300 này đây này turbo nguyên zin này house set này turbo mỹ này máy mỹ xịn nha tất cả USA nó còn đều có đánh dấu chữ Mazda in này, này. in lần này Mazda in lần này tất cả hai bên giải lốc này nguyên zin hết nha anh em nha nguyên zin hết chưa có một con ốc nào động chạm hết lắp qua bô này đây nhìn mặt đằng trước này nguyên zin này nguyên zin này bơm này usa này usa này usa này mới nói chung là tất cả còn nguyên nguyên bản hết mới hết anh em ơi đây lắp chưa có một con ốc nào động chạm chưa mất một tí dấu sơn nào nha xinh ơi đây qua mới qua đẹp luôn đây hình thức bên ngoài này tất cả nguyên zin hết máy này bảo hành luôn cầm cái quay cái máy đây đấy đây là như vậy là hai con máy đã xong nha Em sẽ đăng video lên kênh Nếu mà anh em nào có xem được video ấy Thì mong anh em hãy cho em một cái lượt đánh giá bình luận về hình thức bên ngoài Quay ở chỗ kia đó không lấy cái kiếm nước hay cái gì đây à, Hình thức bên ngoài của hai con máy này nhá Xem nó có đẹp đúng như lời em nói không Nếu mà anh em đang có nhu cầu mua cái dòng máy này để về để chế cháo sang máy cơ giới ấy Máy xúc ấy anh em có cần mua buôn mua lẻ anh em có thể liên hệ cho em hoặc là chế cháo vào lắp vào xe tải hay là bất kỳ vào công việc gì máy phát điện máy máy thủy hay bất kỳ công việc gì nhá anh em có thể gọi điện hay là anh em đang cần nhu cầu mua các loại động cơ xe tải từ tải trọng nhỏ đến tải trọng lớn hay là các loại động cơ máy cơ giới hoặc máy máy gặt hay là đổi đổi từ cầu nhỏ lên cầu to số nhỏ lên số to máy nhỏ lên máy to nha tất cả các loại động cơ tất cả đều là hàng nghĩa địa đẹp hết giá cả hợp lý nhất cho tất cả các anh anh, anh em nha bên cơ sở em anh em có thể gọi điện trực tiếp vào hai số điện thoại của em hoặc là nhắn tin qua zalo em sẽ tư vấn uh, miễn phí cho anh em làm sao có thể mua được cái dòng sản phẩm nào nó phù hợp nhất với công việc và điều kiện kinh tế của anh em nha đây em quay máy này Bán máy quay này nó chỉ quay đủ, hết một vòng là ok thôi anh em ạ. Đủ hết một vòng là ok nhá. Rồi. Đấy, sang sang đến con thứ hai đi. Và một cái điều thứ hai nữa là nếu mà anh em có mua hàng ở trên mạng ấy, anh em phải tìm hiểu thật kỹ. Cái người mình đặt tiền mua hàng, người ta có cơ sở đồng hóa hay không và người ta có làm ăn uy tín hay không nhá, để tránh những trường hợp là nhiều anh em vì hám rẻ rồi chuyển tiền cọc cho những người làm ăn không uy tín rồi bị người ta lừa mất tiền cọc nhiều lắm anh em ạ. Vì thế mà ở video nào em phải nhắc nhở anh em để anh em biết đường mà tránh hạn chế rơi vào những trường hợp như thế. Đây, quay máy hết vòng nào ok. Máy thì là anh ấy anh ấy đã kiểm tra máy xong xuôi hết hết rồi, rồi ok. Đó, như vậy là hai con đã quay máy xong nhá. Và một cái điều thứ ba nữa là nếu mà máy móc của anh em máu nó chưa nhiều ấy, anh em chưa cần phải tay cả một con máy ấy. Anh em cần mua cái đồ vật gì của con máy này hay bất kỳ con máy nào khác, mọi người chỉ cần chụp ảnh gửi mẫu qua zalo là em có có ảnh cái món đồ anh em muốn mua là em đều có thể tháo ra và bán cho mọi người được. Vì trong những ngày tháng qua ấy, em bán rất rất là nhiều đơn đồ vật gửi đi khắp các tỉnh trong cả nước luôn có những cái món đồ mà ở chỗ cơ sở của anh em mà gần cơ sở người ta bán đồ mới đồ cũ nó không có án đấy thì anh em điện cho em vì có những cái món đồ anh em bảo là anh ơi anh giúp em tìm cho em cái món đồ này với cả bây giờ không có nó thì xe em không chạy được máy không lỗ được máy không nổ được thực sự là bán đồ vặt nó không lờ lãi bao tiền đâu nó chỉ giúp em quảng bá cái cơ sở của mình thôi sau này nhiều người mới biết đến cơ sở của mình hơn nếu mà sau này anh em hay là bạn bè của anh em có nhu cầu mua máy móc gì thì chắc chắn là anh em sẽ giới thiệu cho mình cái điều đấy là điều mình sẽ được vì thế mà lúc nào em cũng sẵn sàng phục vụ anh em hết mình luôn. Như vậy là đơn đơn hàng hai con máy Cô Comin Mỹ 6D và con Comin Mỹ 114 nắp cò to này về chế vào con máy Komatsu 300 đã xong cho anh Sơn ở dưới Tam Trinh Hà Nội đã xong nhá. Chúc công anh mua hai con máy của em về chế sang máy xúc. Bán được giá thật cao nhá. Máy này máy này rất là ít anh em ạ, thỉnh thoảng mới cơm mua được rồi Cảm ơn tất cả các anh em quý khách hàng đã dành ra những cái thời gian quý báu của mình xem và follow ủng hộ những cái video của em đã ra nhá. Xin chân thành gửi lời cảm ơn đến anh em. Chúc cho anh em thật nhiều sức khỏe, thật nhiều may mắn nhá. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video con máy tiếp theo nhá.